Cô ổn chứ? Cô ấy đang bị mất sức rồi. Chúng ta đều bị mất sức, kiệt sức. Tôi vẫn có thể đi mà. Chúng ta nên ở lại thì cô ấy có lẽ sẽ đỡ hơn. Chỗ này anh nhìn thấy chỗ này ấm lắm mà. Chúng ta cần phải đến chỗ cái thành thị đấy trước khi trời tối. Anh chả vừa nghe chúng tôi, anh cứ chỉ làm theo những gì anh muốn. Thôi đi thôi. Chú Ken, bác Kenny nói đúng, chúng ta cứ phải đi thôi. Cảm ơn cháu Clem. Ôi chết rồi. Đây đây đây, ở đây có chỗ để ngồi. Rebecca, để tôi bế đứa bé cho. Được thôi, có sao đâu, tôi bế được. Thôi, cô nghỉ vài phút đi. Đi ra, cô ấy không muốn ông bế rồi thôi. Thôi, thôi. Thôi, mà tốt nhất là đừng nói gì. Tôi chỉ cố gắng để giúp đỡ thôi. Có gì mà cứ phải lồng lộn thế nhỉ? Ai ấy? Nói gì ấy? Arvo? 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 À, cái thằng trước mình gặp mà. Thằng này, đúng thằng này rồi. Cháu biết thằng ôn này à? Nó muốn gì? Cháu không tin tưởng hắn. Cháu không tin tưởng nó. Hoặc là có thể là nó đang giận cháu đấy. Mọi người mở mắt ra nhá, cẩn thận. Chú ý, eyes open nghĩa là kiểu chú ý chứ không phải mở mắt ra, mình dịch theo kiểu nghĩa đen. Vãi đạn. Xin chào, cậu là Clementine. Làm sao? Có người đi cùng không? Họ đâu? Chú không ở ngoài này một mình đúng không? À đây. Chú mẹ nó có súng. Đây là bạn tôi. À, bọn tôi ẩn nấp ở trong này, nhưng mà nhờ có Clementine đây. Rồi bọn Nga. Bọn tôi không muốn rắc rối. Tôi nói với họ là cậu là người đã cướp của tôi. Cứ ăn cướp á? Và họ muốn mọi người bỏ các vũ khí xuống. Cháu ăn cắp của người này à? Cháu chỉ lấy mỗi thuốc thôi. Trên lấy không phải là chúng ta. Trên còn người phụ nữ còn lại đâu? Đúng rồi, bọn Nga rồi. Speaking Russian. Cô ấy đi rồi. Cô ấy bỏ nhóm rồi. Bẫy đúng không? Bố mày biết mà. Này này, bình tĩnh. Nào, bình tĩnh. Ôi, guns everywhere. Chúng ta có thể làm dịu việc này mà đúng không? Chúng tôi có trẻ con mà. Có cả trẻ con à? Chúng mày nói gì vậy? Bỏ ra, bỏ súng xuống, tao bắn đấy. Làm gì bây giờ? Ôi, bà này bị làm sao này? Ôi, bà này bị biến rồi. Bà này bị biến thành thây ma. Rebecca, đừng. Thôi.
Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái tập tiếp theo của The Walking Dead. Nhưng mà cũng mình nghĩ là cũng đến cái lúc mà chúng ta lại chào tạm biệt nhau. Mình thực sự cái tâm trạng của mình nó rất là kỳ lạ. Mình vừa bất ngờ lại vừa rất là bực bội, bởi vì mình mới quay cái tập mình mới chỉ bắt đầu quay cái tập này trong vòng vài phút trước, mà thế mà giờ nó lại hết rồi. Mình không biết nói gì cả, bởi vì đây nó là cái chốt của tập của chương 4, Amid the Ruins. Thì đây, trên các màn hình các bạn thấy là những cái tỷ lệ của những cái câu câu hỏi của những cái sự lựa chọn mà những người chơi trước đã chọn, thì ai có cái sự lựa chọn nào nó được chọn nhiều hơn thì bỏ Sarah ở cái công viên, hay là ăn cắp Avo rồi gì đấy, giữ đứa bé à, ôm đứa bé, hoặc là bắn Rebecca. Thì đó là những cái sự lựa chọn mà người chơi đã những cái người chơi khác cũng lựa chọn. Và đấy là mình đang giới thiệu cái trên bảng này. Còn thực ra mình rất muốn chơi tiếp nhưng mà mình lại không thể, bởi vì mình không hề biết là sau cái tập trước thì sẽ sang cái tập này nó lại hết nhanh như vậy. Em một lần nữa mình rất xin lỗi các bạn, bởi vì thứ nhất là mình ra video khá là chậm, mà đến cái tập cuối này nó lại rất ngắn. Thì mình cũng đã suy nghĩ đến cái trường hợp này rất là nhiều lần, nhưng mình đã từng có cái suy nghĩ là xem trước cái nội dung game rồi mình bắt đầu mình chơi. Nhưng mà như vậy thì nó sẽ không hay, vì nó sẽ làm mất hết các cái cảm xúc của mình khi mà chơi, khi mà quay. Thì mình đã không có cái lựa chọn đấy, và đây là cái kết quả nó xảy ra như thế này, và mình không hề biết trước. Một lần nữa em xin lỗi các bạn, và cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều, bởi vì thực ra cái tựa game này, cái tập mà chương 4 này nó ra lâu rồi, nhưng mà đến giờ mình mới hoàn thành hết. Và mình rất cảm ơn các những bạn mà đã trong thời gian qua các bạn đã chờ đợi mình và chờ mình ra tập mới để các bạn có thể xem. Và mình biết là có rất nhiều bạn đã không xem trước của người khác mà chỉ chờ mình để xem. Thì tất nhiên là số nhiều thì cũng có người xem rồi nhưng mà vẫn xem cùng mình lại, thì mình cũng rất là cảm ơn các bạn. Thì mình nghĩ là cái episode 5, cái chương 5 của tựa game này sắp tới lại sẽ ra tiếp thôi. Nên là các bạn đừng có đi đâu cả, và hãy chờ, và chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm cái tựa game này tiếp. Và lần này thì mình sẽ chơi kịp tiến độ hơn. Có lẽ là hơi chậm so với bình thường mình quay game, nhưng mà có lẽ là mình sẽ cố bắt kịp cái tiến độ của giống những cái gamer khác. Thì để cho các bạn không bị thiệt thòi như kiểu bị chờ, phải chờ hay là gì đấy. Cái việc này mình sẽ cố gắng ở cái bản thân mình. Ok, một lần nữa cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian để theo dõi. Từ nãy đến giờ ngồi nghe mình nói là chỉ có mỗi cái bảng này hiện lên. Một lần nữa xin lỗi các bạn rất là nhiều. Và ok, hẹn gặp các bạn lại ở chương 5. Goodbye.